Hãy mời con phải chờ tới 10 phút mới có nha. Waiting 10 minutes. Water, you need water. Ủa em đâu, em đâu? Em không có đi chung. Dear uncle. Dear uncle. Yeah.
Lại đằng đẳng kia mà cơm mày nói kêu tao làm bảo biết là cơm sườn với mắm với bì tao sườn mắm bì à nói cùng á hả em chẳng nhét cái hũ cái con cái gì mà luôn xài mới được. Dạ. Ừ. Cái này Việt Nam có bán không ta? Bé. Xuống đó thôi. Đây. Tôi là Khan. Đó đâu như quay xài à? Tôi là Khan. Tôi là Khan. Không. In Korea, no any shop have a breakfast, right? Vietnam is very busy. Breakfast very busy. What about the night? Where is the breakfast? No. No. Come. Nào con tồn đâu? Cái này không? Cái này con tồn đúng không? Tồn không? Sát không? Hả? Trả tiền cái này cứ chiếu về nữa. Còn nào nữa không? Cái thứ con xin. Mr. George, when I come to Korea, you market. Nếu mà muốn thưởng thức thì người Việt Nam. Anh bây giờ bỏ đây bỏ dần xuống rồi
brought up one to share with you. You can try. Don't sit. Mày ăn đi mày. Có nhắc cái một hoàn không? Có, bà nói em mới không có đồ, em mới có đồ cho nó nhanh. Chắc mắm không biết làm một cái gì mắm gì rồi. Ok, ok. Còn ở đây lâu mà, tha hồ ra. Không, mai về rồi. Gì đâu? Một về. No. Thank you. Right. Đưa đưa người ta đi cái mắm lên luôn. Tao mà lấy cái mắm này thôi. Thank you. Done, done. So I have noodle. Noodle. Ah, no. Special noodle. Yeah. Đúng rồi, con ngại. Nhiều quá.
con. Lát chưa ạ? Có mà, cá tai tượng mà. Để chưa mà, cá tai tượng. Đó, tới đó mình đọc. Đó, nó chưa. Em không nói là, nó đang chứa với cá tai tượng. Bi nó cũng như vậy, nó bây giờ nó xin đi, nó bây giờ nó ở đây, nó chơi với bạn nó đó. Vô mò, vô chuyên thị mới lạnh vậy, gì đó, chán rồi. Cái này nó xin về miền Tây, miền quê, cánh đồng rồi, sông rồi, con cá rồi. Không, nó đi về nhà bạn, nó chơi với quê, nó trải nghiệm vậy. À, có ok, đi đi. Có không cái? Tắm sông, tắm gì cũng thận, nó chết đuối, nó đậm rồi đó. 4-5 đứa học sinh, thằng ba, chú, to giờ đó. No baby. You're not baby. I keep uncle. Thôi đừng đi ra đi nhà chơi của đi. Hay là cái chú là phải nhỏ sửa chờ vợ lên bằng dạ dạ không lâu dính chứ chùa từ vợ ở cổ nữa không đúng là cả cũng vợ nữa không nó đi đâu nó làm gì cũng hơi ngọt chết chùa nó thề nó không có gì nữa nó không có gì nữa nó nó vô được nó ghi âm lại hết, ghi âm lại hết rồi không dịch phần qua rồi tiếng Hàn hết, nó hiểu hết cái gì nãy giờ đang nói là gì rồi thôi. Pano vậy đó, pano của mình thì kéo từ bên đây kéo ngang qua bên đây, kéo lẹ. Còn cái này là nó có thêm cái mặt này, từ đây nó kéo qua bên đây luôn, cho nên nó lay nguyên một vòng tròn luôn. Ở trên xuống ở dưới rồi. Nó nhìn được ở dưới, nó nhìn được ở trên luôn. Sao tôi nghĩ là như vậy nó ba nó 180 360 nhìn thấy nhiều yêu cầu. Đi con. Đi rồi. Ăn. Cái này dân bình thường chơi này đâu. Ủa ông đưa sợ nó mới
nhanh thôi chú, lát tới chợ chú Hùng bỏ luôn. Chú Hùng còn đặt một bàn khách nữa đó, đâu có đợi có mình mà đâu. Do về đây trải nghiệm Việt Nam mà vô vô hả, chập chập hả? Cho mẹ về chứ mình đi qua ông không hiểu mấy cái thúi á. Trong mấy cái chợ đàn bà đàn ông thúi vô lắm. Hello. Cái này ở ở mấy cái chỗ vừa dựng được chứ vừa ra mấy cái chỗ khác dựng chụp chạy luôn ha. Có cái cây này tính luôn. Hôm qua giờ ổng đi vòng vòng cũng quay cũng cầm ngoài đường á, cũng sợ bị giật cái nồi. Cũng chạy xe mà ổng chĩa ra cửa ổng quay, ổng chĩa ra cửa ổng quay, ổng quẹo lên trước ổng quay như cái camera trước ổng quay. Fish name. Golden dragon fish. No? Oh, fish name. La hán hả? Ở nhà, đi ha. Thì thế đòi gặp hai ổng mà hai ổng ra.
còn sashimi. Okay.